Ở vòng 10 của V-League 2020, câu lạc bộ Viettel sẽ đối đầu với Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh. Sông Lam Nghệ An và Viettel luôn là một trận đấu với nhiều cảm xúc của sân chơi V-League. Bởi từ khi được thăng hạng vào năm 2019, đội hình Viettel thường có dấu ấn đậm nét của những cầu thủ người Nghệ An. Hồi đầu mùa giải năm ngoái, đội bóng áo lính đã chiêu mộ bộ đôi Quế Ngọc Hải từ Sông Lam Nghệ An và Nguyễn Trọng Hoàng từ FLC Thanh Hóa. Lúc bấy giờ, Hải Quế đang là đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ, còn Hoàng Bò thì gia nhập Viettel vì không thể đạt được thỏa thuận để quay trở về đội bóng cũ là Sông Lam Nghệ An. Ở trận lượt đi của V-League 2019, hai đội chấp nhận chia điểm trong một trận đấu không bàn thắng trên sân vận động Hàng Đẫy. Ở trận đấu ấy, Trọng Hoàng không được ra sân, còn Ngọc Hải được huấn luyện viên Lê Hùng Xin bố trí đá chính ngay từ đầu. Trước giờ bóng lăn, ngôi sao sinh năm 1993 không giấu được cảm xúc nghẹn ngào của mình trong lần đầu tiên gặp lại đội bóng cũ. Đó cũng là thời điểm mà số 3 mới của Viettel vừa quay trở lại sau án treo giò. Còn Trọng Hoàng đã không đủ điều kiện thi đấu do gia nhập Viettel muộn hơn thời điểm thị trường chuyển nhượng đầu mùa V-League đóng cửa. Ở trận lượt về, khi Viettel hành quân đến sân vận động Vinh, Trọng Hoàng và Ngọc Hải đã có một kỷ niệm buồn trong ngày họ quay trở lại nơi mà họ đã từng coi là nhà. Ba bàn thắng của Ngô Quang Tình, Hồ Tuấn Tài và Damir Memovic đã khiến Viettel nhận thất bại với tỷ số 1-3. Bruno Cunha là cầu thủ ghi bàn thắng danh dự cho những vị khách tới từ thủ đô. Vậy là cả hai lần gặp lại đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An, Trọng Hoàng và Hải Quế chưa từng một lần được trải nghiệm cảm giác chiến thắng. Tới đầu mùa giải năm nay, với mục đích gia tăng chất lượng đội hình, Viettel đã chiêu mộ bộ đôi Trần Nguyên Mạnh và Hồ Khắc Ngọc từ Sông Lam Nghệ An, gia tăng số lượng cầu thủ quê xứ Nghệ trong đội hình của đội bóng áo lính lên con số 4. Trong 2 năm, hai người thủ quân của Sông Lam Nghệ An là Ngọc Hải và Nguyên Mạnh đều đã đầu quân cho Viettel. Đây cũng là hai nhân tố vô cùng quan trọng nơi hàng phòng ngự của đội bóng áo lính. Khắc Ngọc cũng là một ngôi sao thuộc hàng trụ cột không thể thay thế của đội chủ sân Vinh. Trong số 4 cầu thủ ấy, Trọng Hoàng là người gặp lại Sông Lam Nghệ An nhiều nhất, bởi sau khi rời quê hương năm 2013, ngôi sao sinh năm 1989 đã từng khoác áo BKMX Bình Dương và FLC Thanh Hóa trước khi gia nhập Viettel vào năm 2019. Hoàng Bò cũng từng cùng Sông Lam Nghệ An lên ngôi vô địch vào năm 2011. Trọng Hoàng đã quá quen với việc quay trở về sân Vinh để đối đầu với đội bóng cũ, nhưng đối với những người mới chuyển tới Viettel như Ngọc Hải, Nguyên Mạnh hay Khắc Ngọc, thì việc gặp lại Sông Lam Nghệ An ngay trên sân Vinh chắc chắn sẽ luôn luôn là một thứ cảm giác gì đó rất đặc biệt. Đặc biệt là đối với Khắc Ngọc và Nguyên Mạnh, bởi đây là lần đầu tiên hai ngôi sao này được trải nghiệm cảm giác ấy. Ở thời điểm hiện tại, câu lạc bộ Viettel đang có phong độ khá ổn định với 3 trận bất bại. Đội bóng áo lính vừa đè bẹp câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 4-0 ở vòng đấu trước. Viettel cũng đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng, một vị trí đủ an toàn để thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng hoàn thành mục tiêu top 4 khi giai đoạn 1 của V-League 2020 kết thúc. Còn đối với Sông Lam Nghệ An, đội bóng xứ Nghệ dường như đang đánh mất chính mình. Đã 4 trận đấu liên tiếp trôi qua mà đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Quang Trường vẫn chưa biết tới mùi chiến thắng. Sông Lam Nghệ An đang rất khát điểm về mục tiêu top 8, còn Viettel thì đang có phong độ tốt. Đây sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng để giành giật điểm số trong bối cảnh giai đoạn 1 của V-League 2020, chỉ còn 4 vòng đấu nữa là sẽ hạ màn. Thông thường, những cầu thủ cũ của Sông Lam Nghệ An khi đầu quân cho đội bóng khác thường sẽ chủ động xin câu lạc bộ chủ quản cho mình ngồi ngoài, hoặc thậm chí là cố tình nhận thẻ phạt. Tóm lại, họ thường làm tất cả mọi thứ để không phải ra sân chống lại đội bóng cũ, nhất là ở trận đấu sắp tới, Sông Lam Nghệ An và Viettel sẽ thi đấu trên sân Vinh. Nhưng đối với những Khắc Ngọc, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh hay Ngọc Hải thì điều đó gần như là không thể. Dù cảm xúc, dù tâm tư của họ có thay đổi như thế nào, dù họ có cảm thấy không muốn đá quyết liệt, không muốn đánh bại những người đồng đội cũ, nhưng tính chuyên nghiệp trong một trận đấu lớn như thế này cần phải được đề cao. Những cầu thủ ấy phải chơi bóng bằng lý trí và sẽ không có chỗ cho tình cảm từ con tim. Bởi bộ tứ này đều là những trụ cột của Viettel, tầm quan trọng của họ là không cần phải bàn cãi. Đối với họ, Sông Lam Nghệ An không đơn thuần chỉ là một câu lạc bộ bóng đá, mà còn là mái nhà thứ hai của họ, là nơi đã nuôi nấng họ thành tài, đã trao cho họ cơ hội biến niềm đam mê với trái bóng tròn thành một cái nghề, là nơi chắp cánh để họ bay cao trong sự nghiệp, để họ trở thành những ngôi sao bóng đá. Khắc Ngọc, Trọng Hoàng, Ngọc Hải và Nguyên Mạnh đều đã gắn bó với Sông Lam Nghệ An trong một quãng thời gian rất dài, có người lên tới hơn 10 năm, nhưng họ đã khoác áo Viettel, nên những thứ tình cảm cá nhân cần phải được gạt sang một bên. Họ vẫn cần phải chơi hết mình vì màu áo Viettel mà họ đang khoác trên lưng. Sức ép không chỉ đến từ kết quả trận đấu, không chỉ đến từ việc Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Nguyên Mạnh hay Khắc Ngọc phải đối đầu với những người mà họ đã từng coi là đồng đội, đã từng là anh em, mà còn đến từ những khán giả. Các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An cũng sẽ có một cảm xúc đặc biệt khi nhìn thấy những người con của xứ Nghệ quay trở lại quê hương, quay trở lại sân Vinh, như là với nhiệm vụ phải đánh bại Sông Lam Nghệ An để mang 3 điểm về cho Viettel. Truy cập www.thethaohcm.vn để cập nhật thêm nhiều nội dung thú vị, đặc sắc.